thiên là ở mình. Nếu ai giữ được đường sinh thiên là đường, thế mới biết tâm vương là nhược măng chẳng giữ chẳng nành thanh phàm không dần kế thiên đường đình không xa vi bằng như hoàng sắc na xem trong đạo phật thật na diệu thay quang ba quang đôi trong tuổi tiêm bao vì như bọt nước cao hòa trời mưa bồng trong tuổi ai thừa được mấy ngày xưa níu nguyễn từ tôn la bởi chừng kiếp trước bọn tròn nơi chiều cái phòng trong luôn luôn vợ ơi bà con chẳng tới gần nặng nặng đó chỉ thấy nòi quy quái khi nặng nặng mình lại đến phá địa ngộ các đoàn chân ngộ we
hoàng đế kỳ bắt quang văn võ triều đình. Văn võ triều đình công đồng nghị đoàn tuân anh sở sang dẹp đại yên tam cõi mà mang phù vua vực nước vững vàng âu lo ấy là cơ sự bởi đâu.
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha, Huyền Cung Kim Thiên Thư Tọa Thượng Thiên Nam Tào, bắt đầu lượng bên đơn thư hát bạc, cầm quyền là Sơn Ngọc Thanh Thái Thượng Lão Quân. Giải thoát ta ngã kim đoàn trừ phiền não con lục ban bật đi giải kết kim tam thế hoàn do hiểu đồ cho tôi nắng mạnh mạnh còn có không tiếng nắng tay mà nghe thấy điều này là điều thứ năm mà ấy thương ơi điều thứ năm nhưng trong vòng ngã cư xử chỉ anh hùng liềm nữ bốn xu vì ba ngọn chú tu nhớ tay sát hại mấy đồ sinh linh cũng ai cũng có kẻ mong anh cứ nghĩ xăm xăm tính quỷ mà rong trong lòng con những tính linh thường thường chắc cứ tính quàng nói quanh nhà ấy chỉ vì thế đắn chẳng giờ tôi sao dễ dàng toàn khỏi yêu anh ta thuyền đình ba na những hồn phu đã vượt qua luân hồi nam mô thuyền đình ba na mật đà di giải phù đã hoàn và chi kết chúng sinh hiện tại muôn kiếp vì não phiền trong nghiệp trần ai luân đình thiên tử con này vâng lệnh phật truyền sáu ba na mật làm duyên cho kim a tam thế văn gia kiều đồ gặp nỗi nắng mạnh mạnh ai hồn là thương ơi điều này là điều thứ sau những hồn những người ngu xuẩn chỉ mơ màng mộng nguyện luôn luôn nếu không có giả sáng con tinh này lại đổi ra hồn là ngu si những khoe khoang thường khi độc miệng băng quang né mình là giỏi vẻ vang kinh ai người ta đi bóng người ta sinh về các người ta tìm về theo oán không chờ đèn phật sáng choang bao giờ cho khỏi cái đường là u ám mây đen thiên bạch ca nam quốc nam định tình giao thủy huyền hồng đoàn gia đội một sao ma tín ni vô tình nghệ đàn đa từ hòa đường sư cơ thượng phòng và thanh niên cũng nghĩ dạng nghi nghi thu hòa thiên trung nguyên lạnh thiên phong sáng ngục môn tuần lâm siêu hòa thiên kinh nghi sư duyệt định dự tiếp phong nghi ninh nghi phạt tấu biểu văn thịnh phật tiên ni kinh nghi triệu hòa ninh cập mã vi âm cập điệp cọc nhập phật môn tiền sám sinh nhân hậu hòa sám hối tổ tiên ni phổ độ tổ tiên cung nghinh tam phủ đôi khám cắt đoạn vàng sinh giải trường nghiệp trường giải quan thi kết giải thoát đoàn kiên đoàn hòn đoàn giới tân tử cửu vong thỉnh thánh hội đồng khai phương phá một phần ba dị tài phật chúc cơ thực tổ tiên phóng sinh tu phúc phụng hiến công sơn chân tế cô hồn cầu nguyện âm siêu dương khánh nghĩ quân lợi sự kim ma thân đệ chủ bùi thị bằng thân mẫu nguyên thị cậy đồng gia đăng kim thần sam chủ bùi đình chẳng hợp đồng nam hồn nữ tế biểu tôn đăng tôn xuất chúng tôn nội ngoại hợp đồng dương môn nguyên lý đảng nguyên tiền quan nguyên chúng ta nguyện địa quan nguyện thủy quan thiên ma địa yêu yêu quỷ chúng sinh bắt về đất về phương nam yêu đất về trường về nghe phương về thần về cộng tu bắt về đất về vọng hành ta ma giới chuyển thấu sát thế phạt ta tinh giải trừ trung lái đoạn tuyệt hung tinh giải trừ lâm thế thần tổ quốc quốc tế tông về cứ vô tinh
khai hoa kết ấn phá địa ngục các đoạn sơn vô. Yeah.
tôn chấp bút ghi ấn tín áp nay thầy đã phó âm dương nướng nội biệt phân ni. Đặng hồn oan trái chung bay cùng đến nghe thầy phát của chia cho ra tài sản vật gồm nó cửa nhà tín chủ mọi vật cất xa. Thầy đã chỉ chú án khoa thập phương chữ Phật mọi tòa chứng minh đặng hồn thính pháp văn kinh. Từ nay khoái lạc siêu sinh thoát trần. Trên trời tam bảo Phật tiền tề thiên đại thanh phổ quang ai tòa dạy thầy phát của phân đã Phật ai Phật đấy đấy mà mang đi. Áo này là áo tu nghi phó cho tín chủ lấy về làm ăn mặc vào tuổi thọ càng xuân. Tu nghi tung thực nhân dân trường tồn. Áo này là phân cho oan hồn đem về âm phủ cho còn vãng ai. Đồng tiền của gia tài 2918 chẳng sai đâu là 9 đồng phó cho chủ nhà nhân khang vật thịnh vinh hoa tông đường. Xin là địa cửu thiên trường ẩm phong cửu tộc các phương ấy cửu thành tiền này vẫn cho hung tinh đấy về âm phủ nánh mình cho xa từ ngày hôm nay không được tái hoan ra chớ hề xâm phạm tội ra đến mình ba tiêu. Ba tiêu vốn có hai cây thầy phó cây này phần họ sinh nhân lấy về trồng ở ngoài sân nở ra tươi tốt thanh tân rườm rà. Đây là điểm phú quý vinh hoa cháu con thịnh vượng diễn ra hai hàng. Cây này vân chúng hùng hương đem về trồng dưới bắc hương nam kỳ. Thầy đó chẳng nỡ một khi oan hồn tuyệt tích chớ hề đến đây ra vu vốn có hai cây thầy hiệu là cây rẫy của nhà cũng phân cây này phần họ sinh nhân trồng do có rễ thanh tâm tốt lành. Cây này vân chúng hùng tinh đem về âm phủ nánh mình một thân nghe thầy dạy bảo khuyên dân chung bay giải thoát khỏi lần oan gia. Loan kê gọi nó trứng gà thầy phó một trứng cho nhà dương gian đem về nó nở ra con ấy là phúc quả hãy còn luôn luôn. Oan gia thầy mới phân sau trứng này giữ lấy để hầu mà làm ghi đem về ở chốn âm ti âm dương canh biệt phân đi hai đường. Ma đậu đôi phong sẵn sàng của nhà sản vật thế gian hàng dùng phân cho tín chủ một phong để dành mà làm giống và trần ở trên dương gian. Sinh nhân thịnh vượng cháu con canh chi uất mậu thiên niên dõi truyền hai phong phó cho oan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng nay. Túc tử thầy lại chia ai của ai nấy giữ của ai nấy cầm chia cho tín chủ một phong để dành mà làm giống và trồng ở trên dương gian. Phong này phó cho oan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng lai ấy là sản phần gia tài thầy đã phân khắp mọi loài gồm nó. Anh phân lấy hai con cá cái để dành đem ra một co phó cho chủ nhà sinh con nợ cái để đa càng nhiều. Ni ngư là phúc phong nhiều phong cho tín chủ sang giàu bình an một con phó cho chúng âm hồn đem về tới chốn sang biên hải bằng nó chẳng nở ra con oan hồn thời đánh cho xa từ rầy. Đồng mê lại có hai bức đồng từ âm dương nướng nội chia ra hai phần bức này phó cho oan hồn siêu sinh tình độ cùng hòa một thân bảo nhau ăn uống ba tuần thiến tu bao mãn tương phân đối đường. Nam bắc mỗi người một phương siêu sinh can cánh âm hồn siêu sinh phù kê tính tà phù kiều giang ương trường thanh tử y bằng giá thần kiêm nhân chỉ ngoài đạo nhi vân tiềm tiêu kiều bạch nhất hà nhi phù kê nhất kiều phó sinh nhân tổng tư mạnh vị bảo khang đinh âm hồn siêu sinh tịnh độ phù kê lai tinh toàn ngũ đức bẩm tổ ngũ hành chi thiên địa chi thần môn ni tức ni nhân ni gia chi thiện ác tớ vì tín ni chủ Bùi Thị Bằng hợp đồng dương môn quyến đẳng vượt vì siêu độ vong linh tiên tổ Bùi gia tiên tổ
cứu hiền thất tổ đẳng đẳng chư vị chân linh hoặc do thần a sát hoặc do tinh tổ thần truyền kim hữu sinh kê vi a thế đại nam nhân thế a thế đắc nam nhân thọ nữ nhân thế đắc nữ nhân vinh ngô phụng thánh hiền vẫn như giáo pháp nhất trạm kê mao tín chủ thọ dương bành tổ nhị trạm kê mao dược tín chủ duyên trường tăng linh phúc nở tam trạm mao vi tín chủ thọ trường tăng phúc chỉ hồi hướng công đức trông nên hồi hướng công đức tu tập hành vô biên đạo bố thân hồi hướng bồ nguyện trạm đầy chơi thú thì đâu vắng vô lượng công phật tại thảo phương tam linh chơi đến hạt chư tôn bồ tát ma đắc ma văn nhã ba la và tứ thiên chư đồng đăng hoa đạo huyền bồ tát na tam đồ Thank you.
nhất tâm cảm phá cách tuyên nãi kim trung kích sứ hậu khả ngọc tối đinh thần tài bóng thiên nhiên diệu chân ngôn ni
Chỉ tạo ma oán tình tam nghiệp chân vô.
hồng vàng thanh đai. Tư áo bồ đồng trần ma rơi đằng ứng nghi niến vi hóa phổ hòa kiên cùng tam ma trừ hà thời an nghi hoành nhà biến thập phương sư dẫn pháp pha nghi hà nôi hồng hà pha pha. Cô quảng thiên nam việt na thực cả giao án hồng đại khai phương tiền nhược quy năng tiêu diệt tiêu diệt địa ngục khổ hoa. Hồng viên nê dình truyền đông đổ á tổ ân nê dữ hoàng ai ân trên phan nê á thành á trương dữ tam mê á thừa văn đốn quyền ngũ á giáo định á thông thú quỷ thần nê á khâm mê nông tiên hồ đà mê án viên nê diệt chỉ án á hồng á trừ trần trần cám nổ quy ấy á nhược quy năng tiêu diệt á quỷ khổ á. Nghiệp án hồng hoàng hàng ni pháp thi ra văn quần hàng ni tốn ni tâm tương an tòa tịch ca tịch nhà dương mau tấn vĩ nhị bát hàng ni giác long tức giải hổ pháp pha đăng án thường viên như chiêu án hồng tổ ấn tương truyền phò được quy năng tiêu diệt bằng sinh khổ. Đại sa thế hàm thức ý à tướng hào quang minh khí tự nhiên trung đẳng trí tâm quý mạnh đệ à đông hương thế giới á sa hoàn hàn ma đi hồng kỳ tâm đa gia hồng hồng quang minh hồng hồng hoàn ma đi hồng thủ chấm án trì à hàng ma trừ án ma đi hồng trung đẳng trí tâm án hồng hồng xưng gian đế hồng hồng hoàn ma đi hồng nguyện á phật tử bi ta chân đi.
đoan cư ma tuyệt thượng tần ai ai tường quang tương ma thiên sinh bệnh cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Kim Phổ
quần sinh nguyện tớ tờ bi mật xa họ. Ngõ mài tây quang giáo cho tình giao tờ tôn hiệu A Di Đà cấp cực lạc giới đo nhân khai tứ thập bát nguyện là tiếp Phật khai lục và thập lục quán môn tử văn biến vô tam thiên phổ phú pháp phú phổ chiêm ưu xa giới thánh trùng lại thánh vương mà trùng pháp ca phương nguyện khai tử mẫn chi tâm lãng phó kỳ đạo chi tình pháp phương thánh tướng lan khả xưng dương thị gia tức miếu vì Việt Nam quốc Nam định tỉnh Nga Việt Nam hoa vì Việt Nam quốc Nam định tỉnh giao thủy huyện Hồng Thuận xã xóm chín đội bồ đội khu bản đàn thiết lập tại từ đường Bùi đại tộc sư cứ thường phụng Phật thanh nhân cũng tăng thu thiên cung phụng trung viên lệnh tuyết xá tội phong ninh thỉnh Phật tuyên kinh ninh sư duyệt định dự tiếp phong ninh phát tấu biểu quan triệu ninh cấp mã quy âm cấp địa phòng nhập Phật môn tiền xa mối sinh nhân đầu xa mối tổ tiên cung an ninh tam ế bồ ế giải oan ế cắt ế đoạn ế vãn sinh giải trừ nghiệp ế trướng giải oan tinh kế kết giải con oan kiên oan hoàn hoàn trái cân từ chịu vong tỉnh cánh hội đồng khai vương khoa ngục quân dị tài vật chúc tự tổ tiền phong sinh tu phúc càng nghi phục hiến mong sơn trần tế cô hòn công nguyện cho con cháu trên trần gian gia đình hạnh phúc công danh công tác xã hội thành đạt lộc buôn lộc bán lộc gần đưa tới lộc xa đưa về các cháu học hành thành đạt kim vị trai chủ Bùi Thị bằng thân mẫu Nguyễn Thị cậy đồng thân huynh đệ đại diện Bùi Đình Trọng hợp bề đồng anh em con cháu nội ngoại đồng dương môn quyến đẳng trích tài chiêm tập vương có huyết ngã Phật giáo tạng trung miếu sai tình đà na ni chân ngon cân đương trì tổ thanh nga pháp sở điểm tình chân ngon khai hoa cất đá à
vì giao ước phụng nguyện thượng sơ tam bảo tôn duy nguyện từ bi ái nạp tổ tình thì vì tôn ông dân hương thượng tiên. Thank you.
bi ai làm thù. Thánh nhị vị tôn đức dâng trà thượng tiên. Vàng
liền sắp chôn nghiêng. Anh em thiên hà láng giềng người dân nga. Vâng vâng tứ tha đường đường khúc quay ta mà kể dọc người ngang cố hồn nhờ gửi tha hương gió trăng yêu hấp. Nửa hương lạnh nga nông nga. Cũng nga cũng có kẻ vào sông ra bể cánh buồn mây che xoáy. Gió đông gặp cơn giông tố giữa dòng đem tâm vội dập vào lòng kinh nga nghi. Cũng có gã đi về buồn bán đồng gánh che chín rạc nai vai. Gặp cơn mưa nắng giữa trời hồn đường phách lan biết nơi nào. Cũng nga cũng có kẻ mắc vào khoa lính bỏ cửa nhà đi gánh kìa qua nước ghe cơm mống gian nan dãi dầu nghìn dằm lầm than một na đời. Ôi chân chân ba người như đã quân đã đành đàn lạc tên rơi lập lòe ngọn lửa ma chơi tiếng ngoan văng vẳng tối trời càng ý thương. Cũng có kẻ nhớ nhàng một kiếp liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa ngẩn ngơ khi trở về già đâu chồng con ta biết là cây ai. Trong đó chỉ một đời biển áo tác lại nhờ hợp cháu đã là đau đớn thay Phật nàn bà kiếp sinh ra thì biết là tại đâu. Cũng có kẻ làm cầu gội đất dõi tháng ngày hành cất ngựa xuôi thương ngay mỗi cũng một kiếp người sống nhờ hàng giữ chết vui đường quan. Nữ chung thường dẻo hương nguyên tư hương hiền huyền bao rơi vò thí quy trung đắc giải thoát là nam mô hương cũng càng bò gắt ma ta nguyện được vật thí tâm công được gia trì. Nữ chung bát đức thủy nguyện thử cam độ viên pháp giới vò thí quy trung đắc thanh đường nam mô giang bồ tát ma ha tát nguyện như bát thí tâm tông được cả gia trì thực trung thượng gieo thực ra nguyện từ trái thực viên làm giới vô thí vì trung đắc thanh nhà bao mạng nam mô thực cũng giang bồ tát ma ha tát. Kính bạch trên chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các quý thầy, kính thưa Mộc Ân Thanh Đồng họ Bùi, kính thưa các cụ các ông các bà trong dòng tộc họ Bùi. Đúng là công cha nghĩa mẹ cao dày Thái Sơn ví tựa những ngày công tổ tiên ông bà nuôi chúng ta. Nay chúng ta đã được thành người nhờ ơn tiên tổ đã bông bao những công dày đắp để nuôi dưỡng chúng ta được thành người. Hôm nay trong kiếp vu nan bồn được ơn nhờ Phật Thánh, ơn nhờ Tam Đỉnh Thần Tứ Phổ Bộc Ân Thanh Đồng họ Bùi thị bằng được ăn tại gia thờ tại nghiệp, nhớ đến công ơn sinh thành của tổ tiên ông bà cha mẹ thiết lập trai đàn để thỉnh Phật tuyên kinh cung minh tam phủ đối khám cắt đoạn vãng sinh
để cầu cho tất thuyền tiên tổ được siêu đăng đạt quốc, cầu cho Dương Quyến được hai chữ bình an, được sự lời mời của thầy Khanh cũng kiền thỉnh chư tăng đại đức tăng ni về tới tổ đường để thay đời cho con cháu tờ sớ ná trạng tấu mười phương chư Phật chư hiền thánh tăng từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Nghi lễ đến đây đã chu viên hoàn tất. Trước khi chư tăng về chủ xứ, các thầy về tại gia, thay mời thay lời cho chư tăng cùng các quý thầy xin cầu nguyện hồng ân tam bảo chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng tam đình thần tứ phổ để gia hộ cho mộc ân thanh đồng họ Bùi từ nay trở đi từ chi trí hậu được mặt hoa ra phấn mặt phấn ra hường cứu dân độ thế cứu người trần gian khách gần đưa tới khách xa đưa về đông con nhang sang đệ tử. Xin kính chúc các cô, các ông, các bà cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại trong dòng tri tộc họ Bùi từ nay trở đi gia đình được hạnh phúc, công danh công tác xã hội được thành đạt, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ, các cháu được học hành thành đạt, đi lại trên đường bình an vạn sự giai thành. Nghi lễ đến đây chu viên hoàn tất, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em con cháu đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ các thầy cùng các quý vị thiết lập đàn tràng từ ngày hôm qua đến hôm nay được trang hoàng lịch sự. Xin chân thành cảm ơn. Thính pháp chủ cập thanh đồng hộ quỳ đầu thành thành tâm mật đảo.